BBTV. Chưa đến giờ đi học, hai chị em mình chơi đồ chơi một tí đi. Vâng ạ. Em nghỉ cả mấy xúc này. Lọc cát nhá. Ôi, nó quay đẹp thế. Đẹp không? Đẹp, đẹp. Cho nữa đi. Wow. Như này. Đấy, ôi, nó quay đẹp chưa? Đấy. Wow. Đẹp nhờ? Đẹp thế, để em xúc cái này lên đã. Thằng ba, Phúc ơi. Dạ. Hai đứa chuẩn bị xong chưa? Em chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ hai đứa ăn gì? Anh đi ra mua đồ về ăn sáng, ba anh em đi học. Em thích ăn xúc xích và bánh mì. Em cũng thích ăn xúc xích với bánh mì. Ai chà chà. Hiếm khi mà có hai đứa mà có cùng một cái sở thích đó. Dạ. Bây giờ anh ra anh mua bánh mì xúc xích về ba anh em mình ăn rồi đi học. Dạ. Đợi anh nha. À, anh ơi, anh mua xúc xích farm cho em nhá. Ok. Này, hôm trước nha, chị được ăn xúc xích sushi farm ấy. Dạ. Ngon lắm. Trời ạ, em chị ăn quá. Tí nữa rồi, anh mua về cho mình ăn mà. Vâng ạ. Ơ, nó bị làm sao ấy, nó không chạy được nữa này. Để em xúc cái này. Sao nó không chạy được nữa Út ạ? Đâu, để em xem nào. Đấy, để đổ lại đi, đổ lại đi. Đấy rồi, chắc lần này được. Đâu? Đấy. Ê, được rồi. Đó, yeah. Giỏi quá. Wow, đẹp quá. Ô, để em xúc bát ạ. Wow. Đẹp thế. Lọc được nhiều cát quá. Đúng rồi. Mà sao hai đi lâu thế nhở? Sao anh hai đi lâu nhở? Anh hai về rồi đây. À, anh hai về rồi. Đây, bây giờ hai đứa muốn ăn ngoài này hay ăn trong nhà nè? Ăn ở ngoài vườn cho mát nha. Rồi, dì dẹp cái này qua bên đi. Dạ. Hai chị em dẹp cái này. Đi rửa tay đi. Đi xem, dẹp xem. Dẹp bên kia luôn. Đi. Rồi đi rửa tay chị xin vô ăn bánh mì nè. Dạ, đi rửa tay đi. Cho em chiếu. Hai đứa em tôi cũng phải ăn xúc xích sushi farm. Wow, nhiều xúc xích chứ. Yeah, ủa nhanh vậy? Dạ sao ngồi sạch sao rồi. Ngồi đây này. Đây phụ anh lấy xúc xích luôn nè. Wow. Anh mua một xe luôn nè. Xúc xích quá. Đây là xúc xích đây. Sushi farm đây à. Đúng rồi, xúc xích sushi farm đây. Khoái khẩu của cái này là cái món khoái khẩu của em ba đó. Dạ. Đây có bánh mì nè, anh mua luôn hai ổ. Thế này. Đó. Wow. Xúc xích thế. Đây đây. Xúc xích quá. Nhiều loại quá chị ơi. Có 3 loại vừa. Đúng rồi. À, hai đứa nè. Dạ. Hôm nay á, anh đi ra ngoài siêu thị á, thấy vâng. Nhiều người xếp hàng để mua xúc xích này lắm nè. Thế á? Chắc là nhiều là người biết hai chị em mình thích ăn cái này nên mua ăn cùng cho vui ấy mà. Không phải đâu. Dạ. Anh hàng nói cho nghe nè. Dạ. Đó là nghe nói sushi farm này nè, nó có một cái thẻ cào trúng gì đó mà anh cũng chưa biết. Bây giờ anh mới mua về một thế mua à? Hết vậy luôn nè. Có thẻ cào trúng. Ừ. Nhưng bây giờ mình mở ra xem. Wow. Đi. Mở cái nào đi? Chắc là có nhiều cái. Đâu bỏ thử rồi trong này nó có cái chung cái gì này. Cái này là mở cái này. Sushi farm phô mai. Lóc xoáy. Đâu đây mở cái hộp này thử. Wow, em mở ra rồi. Ở có ba cái xúc xích này. Ở đây có cái thẻ gì đây? Đâu. Chắc là cái thẻ anh hai nói đấy. Đây này có được một đồ chơi như thế này. À sushi không phải này. Đâu. Đây là một con chim này. Đấy đúng rồi, đây là một con chim nữa, được một con chim nữa. Cái này là có nhãn hiệu sushi luôn này. Đây là cái thẻ mà anh hai nói nè. Đúng rồi. Sưu tập được 7 cái thẻ này được đổi quà đó. À thế ạ. Con này con rồng đấy. Con rồng đây này. Con rồng. Thích nhờ. Ồ, ở đây còn có con gì này, đẹp chưa? Thôi bây giờ ăn xúc xích đi. Cái này là lắc này, bây giờ mình phải mở cái này ra. Cái này cái gì vậy? Sau trộn cái bột gia vị này vào hay sao ấy. Dạ. Sau mình lắc lên rồi mình ăn đây. À. Ở đây có 3 chiếc luôn này. Thế chị bóc đi. Để bóc nhá. Chị bóc đồ vào đây nhá. Đồ bên đây luôn. Wow. Ồ, ở đây cũng có nè, 3 chiếc nữa. Xem cái gì vậy anh? Cái này là có nước sốt à. Cái này xem nào. À, cái này biết là để làm gì không? Cái này là để game xúc xích này nè, chấm cái này là ăn. À.
cái màu đỏ là chấm chấm đấy, có nghĩa là mình đổ cái này ra mình chấm đấy, còn cái này là đổ gia vị và lắc lắc lên mình ăn đây. Mình ăn thử đi. Ui em nghĩ cái màu đỏ ngon này, em thích ăn màu đỏ cơ. Ui xúc xích nhìn thơm thế, ngon thế. Khó mở quá ai ơi. Đổ một chấm vô đi. Chưa, tí nữa. Chờ em tí. Nhìn xúc xích ngon quá. Đâu, cái màu vàng đâu? À đây. Wow, cái này khó bóc quá chị ơi. Ủa đâu, này thử lên luôn rồi. Cái này phải chấm mà. Được rồi, em bóc được rồi. Hay để vào đây đi. Ngon á, em ba như em múc rồi. Wow, cái này chấm đấy. Chờ, cái này chấm thử cái này. Đây để. Đây là sốt cà đấy. Sốt cà này ngon lắm đấy. Ờ đúng rồi. Để xem cái. Ngon á. Cái này đổ vào đây lắc lên ăn xem nó như nào nhá. Ăn không thì cái gì nó không ấm, nhưng mà cái chấm cái này vô là cái gì nó lắc ngon. Lắc lên ăn xem nhá. Vâng ạ. Ui. Cái này mùi thơm lắm ý. Mùi xem nào. Thơm nhỉ. Thơm lắm. Ủa wow, thơm đấy. Đúng rồi, thơm nhờ. Như vậy là mỗi một cái hộp thì là một bịch chấm khác nhau à. Ừ đúng rồi, cái này là chấm chấm, còn vàng vàng à. Là lắc lắc đấy. Màu đỏ là chấm. Còn cái que xiên nữa. Thôi ngon quá. Nè bánh mì nè, chia ra ba anh em mình ăn. Dạ. Ăn nhanh rồi đi học nữa. Nè cái này là của em ba. Em xin. Wow. Cái này là của em út, cho em nhiều nhất. Wow, em được nhiều quá, em hợp với anh nha. Đây là của anh hai. 12 với mì út nha. Em mời anh chị anh xã nha. Ngon lắm chị. Cô thử cái hộp này coi. Hôm nay em đã ăn ngon nè. Ngon lắm. Ba cô thử cái hộp này coi. Ngon hết rồi. Mời cô hộp này thử nhá. Ngon quá. Ơi. Ô nhìn. Nhìn anh, nhìn anh. Ui cái này còn đẹp hơn nè. Ờ. Có 1 này. 2 3 4. À ở đây cũng có một cái thẻ đây. Đây này. Ngon, đang xong. Thì ngon rồng đấy. Đẹp đấy. Có gì nữa đây này. Cái này là của. Cái này là lắc đúng không? Đúng rồi. À bây giờ lấy thử cái mà lắc rồi mà chấm thử với cái này thì có nói ăn nó sao vậy? Cái gì nó sao vậy? Đây có một hình con chim này. Có cái chữ sushi này. À. Cái này là cái gì đấy? Có nhiều hình nhé. Thôi. Trễ. Hai đứa ăn đi còn đi học nữa. Dạ. Nhưng mà đưa đây để tí tối em đọc xem là cái gì. Đây, cái này to đẹp này. Ơ. Ừ. Thơm quá. Ốc khôi đi, ốc khôi. Thơm quá. Cái này ăn dạ. Ngon lắm ý. Cái này này. Wow. Cái lắc lắc này ăn ngon này. Ngon không ạ? Ngon quá. Đâu để em thử cái này nhá. Rồi công nhận xúc xích thì ngon, thì xúc xích ăn với bánh mì là đúng rồi. Ngon số 1 luôn á. Thì em đã bảo với hai với lại em út là xúc xích hãng Sushi Farm là ngon mà. Cùng thử cái cây này nữa. Thơm quá chị ơi. Ngon thật đấy. Ngon thật. Cái này còn ngon hơn nè. Đâu, em thử, cô thử một cái bịch này thử coi. Đó con này còn có gì trong này nè. Cô thử cái bịch này đi Út. Đợi em một chút. À. Cái hộp màu vàng này là nhân phô mai đấy. Cái này này. Xem cái này là nhân gì nè. Sốt cà. Cái này này. Không. Kia là nhân phô mai, còn cái này nhân khác đấy. Dạ. Yeah. Wow, cái này này. Wow. Nhiều thế, cũng có nhiều một cái thẻ này. Đây cũng có cái thẻ. Cái thẻ là cái gì đấy? 1 à? 2 3. Cái thẻ này đấy đúng rồi, em đang đọc đây. 5 6 7 8 9. Wow, 10 cây luôn. Wow, có được 10 cây luôn. Ôi nhiều nhờ. Nhiều rồi đấy. Ngon nhờ. Wow. Thôi hai đứa ăn đi còn đi học nữa nhanh thôi. Vâng ạ. Mấy cái thẻ nãy giờ đâu rồi Út? Ở đây anh ạ. Được có 4 cái thẻ rồi. Hay là mình mở hết sao rồi? Cái thẻ có hình khác nhau này. Anh hai nghe nói á là sưu tập cái này nè, mình chỉ cần ăn chút xíu Sushi Farm này nè là sưu tập được là bộ 7 cái thẻ là viên ngọc rồng á. Thế á? Nó nói được quà nữa đó. Thế mở ra lấy thẻ đi. Mở đi. Thế mở cái này ra xem đi. Mở đấy nè. Đâu, anh hai mở tính rồi. Đây, mở cái thẻ nữa này. Wow. À cái này mình bị trùng thẻ nè. Giống nhau mà, đúng không? Không khác nhau mà. Khác cái này cái mặt đằng sau cơ mà chị. À, mặt đằng sau là khác nhau đây này. À, đây nữa này. Wow, đây mình ngon vật mới này. Chết mở đi. Wow. Đẹp quá, để em bóc mấy cái này ra nhá. Vâng.
Wow, đây nữa, đây nữa. Đây này. Đây. Đấy. Có nhiều hình quá. Ô, đây là hai hình cùng nhau này. Rất là nhiều thẻ luôn. Được 7 cái cơ. 7 cái thẻ chưa? Chưa chị ạ. Bây giờ được Ngọc Gầm đúng không? Chúng ta giống như trong phim phải như Ngọc Gầm nè. Đúng rồi đấy. Nhân vật trong phim đấy. Đâu rồi? Đây đây, đây 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 đây. Đây có tất cả là 6 hình rồi ạ. Thế à? Thôi 6 hình này. Bây giờ là hai em ăn xong đi, còn mình còn đi học nữa. Dạ, đây đây này. Được. Đây được 7 hình này. Em siêu tập thẻ đã. Wow, được 7 hình rồi. Siêu tập thẻ còn đúng qua nữa mà. Đây 8 hình này. Xem hôm nay là anh hai mua được bao nhiêu. Đâu nữa thì à, đây. Đây nữa này. Wow, hình đẹp quá. Đây 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 đây. Wow. Đây á. Đấy, nhiều chưa? Nhiều thật đấy. Đẹp thế. Cái hộp này nó có cái này mang 18 đẹp được đấy. Hôm nào cũng có thể mà. Wow. Còn gói kìa, còn gói kìa. Đấy. À cái gói cũng có thẻ nữa nè. Có mà. Có. Chỉ là gói nào cũng chỉ có. Chỉ cần là xúc xích su chí phàm là có thẻ ngay. Đấy, đây nữa này. Ui, hết chưa ạ? Đây còn một gói nữa. Còn một gói nữa. Đây. Đẹp quá. Cái này nó có bao nhiêu cây ra? À cái này là có 5 cây. Wow. Có 5 cây à? Hộp thì 4 cây à. Hộp thì 4 cây, bình thì 5. Cái túi này là được nhiều nhất anh ạ. Là 10 cây. Vô cái đó là nó nhỏ, cái này nó to nhất trong đúng không? Đây nữa. Wow. Xem được anh nhiêu thẻ rồi. Được nhiều lắm rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ồ. Tất cả cũng thôi ăn hai ăn xong rồi. Hai Úc, hai đứa ăn xong chưa? Em ăn xong rồi. Đấy. Nè, bây giờ mang cái này mình mang một ít vô tủ cắt đi, một ít mình mang lên lớp cho mấy đứa bạn cùng ăn. Dạ. Em mang cái này lên lớp này. Ừ. Anh hai mang 5 cái cây to này đi. Thế mình cùng nhau dọn dẹp đi, cất đi rồi đi học đi. Vâng. Mấy cái xe nhà mình đâu nhỉ? Đây đây đây, cái xe đây. Cho xúc xích vô. Nhiều quá. Xúc xích sushi farm thật là ngon nhỉ? Ngon thật đấy. Đây. Lại còn được tặng hình nữa chưa mà, mình phải dọn dẹp đã. Rồi hai đẩy cái này đi vô tủ cắt. Dạ. Vâng ạ. Ui từ từ anh. Đấy. Rồi hai đứa dọn dẹp nghe rồi đi học. Dạ. Rồi đẹp sạch kia rồi còn đi học. Cái này. Sạch chưa? Rồi, đi vô đi. Em lại cặp sai cho chị luôn nha. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.